Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay, 18 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kiatisak nói về thất bại của đội nhà tại SEA Games. Một xếp Thái Lan mất ghế sau trận chung kết SEA Games với Indonesia. Danh thủ Indonesia nói thật về đẳng cấp của đội nhà với Việt Nam và Thái Lan. Cầu thủ U22 Thái Lan đánh cùi chỏ hậu vệ Indonesia phải khâu 4 mũi. Mời các bạn cùng đón nghe. Danh thủ Indonesia nói thẳng về đẳng cấp của đội nhà với Việt Nam và Thái Lan. Tôi muốn khẳng định rằng là Indonesia đã ngang tầm với Thái Lan và Việt Nam. Cựu danh thủ từng giành huy chương vàng SEA Games tại Philippines lên tiếng. Thành công ở SEA Games 32 không xuất phát từ cá nhân mà đến từ cả tập thể. Từ vị trí thủ môn hay là tiền đạo, tất cả đều có đóng góp rõ rệt. Ngoài đường biên thì huấn luyện viên trưởng Siavri và trợ lý cũng biết cách phát huy điểm mạnh của cầu thủ. Chúng tôi đã trải qua một trận chung kết căng thẳng và khó khăn, nhưng mục đích đã giành được đó là chiếc huy chương vàng. Cựu danh thủ Aji Santoso chia sẻ về bóng đá Indonesia đã bắt kịp các đội tuyển hàng đầu tại Đông Nam Á. Cựu danh thủ này đang dẫn dắt câu lạc bộ Persibaya ở Liga 1 của Indonesia. Cách đây 32 năm thì ông cùng dàn hảo thủ của mình đoạt huy chương vàng tại SEA Games 1991 trên đất Philippines. Trong số này thì danh thủ Robby Dawis cũng lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển U22 Indonesia tại SEA Games 32. Sự thật là luôn khó để đánh bại Thái Lan, nhưng lứa cầu thủ của chúng ta hiện nay có thể thắng họ sau 32 năm. Điều này khiến những người như chúng tôi rất tự hào. Tôi tin rằng đội tuyển quốc gia sẽ hưởng lợi nhờ những cá nhân như là Ferdinand. Đây là một hạt nhân trong tương lai của bóng đá nước nhà. Ngoài Ferdinand thì Ahan hay là Ritho cùng với Wittan Suleiman, những gương mặt triển vọng khác như là Faza hay là Sanata có thể được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia trong những giải tới. Trong khi đó thì Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng chúc mừng chiến thắng của đội U22 trên trang cá nhân của mình. Cuối cùng thì các cầu thủ đã giành được huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 2023, kết thúc 32 năm chờ đợi. Xin chúc mừng các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Kiatisak nói về thất bại của Thái Lan tại SEA Games 32. Các bạn thân mến, tối ngày 16 tháng 5, Thái Lan đã để thua 2 năm trước Indonesia. Đội bóng xứ sở Vân Đảo đã lên ngôi vô địch sau 32 năm chờ đợi. Nói về thất bại của đội nhà U22 Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak Sumaniang cho biết: ngẩng cao đầu và tiếp tục chiến đấu, bóng đá Thái của chúng ta, tôi tin rằng toàn đội đã cố gắng hết sức mình. Hãy rút kinh nghiệm, học hỏi để tiến bộ và mạnh mẽ hơn sau thất bại này. Tất cả cựu cầu thủ Thái Lan đều đang cổ vũ cho các bạn. Tôi xin nhân cơ hội này để chúc mừng Indonesia đã giành được chức vô địch lần này. Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần, kỳ SEA Games 32, các bạn cũng tuyệt vời lắm. Chúc mừng Indonesia. Các bạn thân mến, trong quá khứ thì huấn luyện viên Kiatisak từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan và giúp bóng đá nước này có được khá nhiều danh hiệu lớn nhỏ và được đánh giá là huấn luyện viên thành công nhất trong 10 năm qua. Trên cương vị là huấn luyện viên, Zico Thái từng 3 lần bước lên đỉnh vinh quang cùng với chiến, 2 lần ở mặt trận AFF Cup và 1 lần ở SEA Games. Trong quá khứ thì kết quả tốt nhất của Thái Lan từng làm được ở ASEAN là 4 lần lọt vào top 4. Có đến 3 lần trong số đó, Kiatisak đóng vai trò nhân vật chính. Năm 1998 và 2002 với tư cách là cầu thủ, năm 2014 trên cương vị thuyền trưởng. Một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của Kiatisak thực hiện trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok là trận tứ kết ASEAN 1998. Huấn luyện viên Kiatisak đã mở tỷ số giúp cho Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc, một trong những bất ngờ gây chấn động bóng đá châu Á thời điểm đó. Cầu thủ U22 Thái Lan đánh cùi chỏ hậu vệ Indonesia phải khâu 4 mũi. Các bạn thân mến, hậu vệ Bagas của Indonesia đã phải khâu 4 mũi sau khi va chạm với một cầu thủ U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 32. Tôi nhận một cú thúc cùi chỏ của cầu thủ Thái Lan. Ngay sau khi về khách sạn thì tôi đã được đưa đi bệnh viện. Tôi phải khâu 4 mũi, hậu vệ Bagas của U22 Indonesia chia sẻ về vết thương sau trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Trung vệ của tuyển U22 Indonesia thi đấu với chiếc băng sơ cứu dán trên miệng. Tuy nhiên thì vết thương này không liên quan đến cuộc ẩu đả giữa cầu thủ Indonesia và Thái Lan trong trận chung kết. Bagas đã bị rách môi do va chạm với đối thủ trong trận đấu. Bagas cho biết tiếp: trong một pha tranh chấp tay đôi, cầu thủ đối phương đã sử dụng cùi chỏ với tôi. Vết thương đó không phải do những vấn đề bên lề. Hiện tại thì tôi vẫn còn đau mỗi khi ăn, nhưng chắc chắn là không sao. Tôi sẽ đến gặp bác sĩ để kiểm tra lại.
Trong vụ ẩu đả ở trận chung kết, hậu vệ mang áo số 2 của Indonesia không tham gia, Bagas đứng bên ngoài và can ngăn các đồng đội. Tấm huy chương vàng SEA Games 32 được trao cho Indonesia khi đội bóng này đánh bại Thái Lan 5-2 trong trận chung kết. Tuy nhiên thì như đã biết là điểm nhấn của trận đấu đó là màn xô xát ẩu đả giữa hai đội tuyển. Trọng tài đã phải rút ra 8 thẻ đỏ với nhiều thành viên của hai đội. Một xếp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải từ chức sau vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games. Các bạn thân mến, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT kiêm trưởng đoàn tại SEA Games 32 là ông Yutana đã quyết định viết đơn từ chức sau bê bối của đội tuyển U22 nước này tại SEA Games. Cụ thể, tờ Sia Sport xác nhận là ông Yutana xác nhận về việc là không thể kiểm soát hành vi của các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển U22 Thái Lan trên đất Campuchia. Ông quyết định từ bỏ vai trò phó chủ tịch và sẽ sớm gửi một lá đơn từ chức lên FAT. Trước đó thì vị này thừa nhận là U22 Thái Lan nên học cách chấp nhận thất bại trước Indonesia. Chúng ta đã phạm nhiều sai lầm khác nhau. Đây là bài học, bài kiểm tra, khả năng kiểm soát cảm xúc của các cầu thủ. Tôi luôn nhấn mạnh rằng là khi bị phạm lỗi, các cầu thủ phải kiểm soát được cảm xúc của mình. Trong khi đó thì chủ tịch Somiot cũng gửi lời xin lỗi sau màn ẩu đả trong trận chung kết. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn bên ngoài sân trong trận tranh huy chương vàng. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ việc này. Chuyên gia nói về việc nâng tầm cầu thủ tiềm năng thành tài năng. Các bạn thân mến, gác lại những được mất tại SEA Games 32, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương đã có những chia sẻ. U22 Việt Nam với ông Chu Xie vẫn là đội bóng của tương lai và họ cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân. Điều đó rất cần sự kiên nhẫn của khán giả. Ông Chu Xie từng nói rằng là SEA Games 32 chỉ những bước đệm trong kế hoạch dài hơi hướng đến đấu trường World Cup 2026, xa hơn là 2030. Có thể xuất phát điểm như thế là chưa cao, nhưng ít ra thì cũng để cho ông Chu Xie cùng bóng đá Việt Nam rõ hơn với cái nền đang có và phải nhanh chóng có những chiến lược đi tiếp hành trình với cái vốn đang có, chứ không thể quay lại vạch xuất phát. Như đã nói thì chưa hẳn là một trận thắng hay là một danh hiệu đều đã là thành công tột đỉnh. Ngược lại thì mỗi thất bại đều có giá trị của nó, chứ không phải là thảm họa. Nhìn vào sự thể hiện của đội tuyển U22 tại SEA Games 32, tôi cho rằng lứa cầu thủ này vẫn có nhân tố tiềm năng. Vấn đề ở đây là làm sao để cho những tiềm năng đó trở thành tài năng, đó mới là điều quan trọng. Theo tôi thì cái thiếu, cái điểm khác biệt lớn nhất ở lứa U22 hiện nay chính ở trải nghiệm thực chiến. Các cầu thủ Thái Lan hay là Indonesia họ được thi đấu thường xuyên ở giải vô địch quốc gia, thậm chí là còn chơi bóng ở nước ngoài. Ở SEA Games này thì điều tích cực tại đội tuyển của chúng ta nằm ở chỗ, dù đội bóng có thắng hay là thua, chơi tốt hay là chơi kém, các cầu thủ vẫn nỗ lực, kiên trì để hoàn thiện lối chơi đã định hình. Cả cầu thủ và huấn luyện viên Chu Xie đều có đủ bài học. Việt Nam phải đứng lên từ sai lầm và xem đó là một phần tất yếu để tiến bộ hơn. Dưới góc nhìn của tôi thì lứa U22 này có những nhân tố có năng lực thật sự và họ hoàn toàn có khả năng lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Chất lượng cầu thủ ở đội tuyển U22 bây giờ không phải là kém, họ vẫn có tố chất để phát triển hơn nữa, đồng thời thì còn cả cầu thủ tiềm năng trong độ tuổi cần được phát hiện. Điều cần thiết sau mỗi giải đấu, mỗi thất bại là phải kiên định với con đường đang đi, đó là kiên nhẫn, trung thành với cách làm mới của ông Chu Xie ở đội tuyển U22 cũng như là đội tuyển quốc gia. Bây giờ thì với đội tuyển U22 sau SEA Games 32 là gì? Đây là vấn đề mà ông Chu Xie cần phải có một kế hoạch mới để chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo. Trong năm nay thì chính các cầu thủ trẻ này sẽ được dự vòng loại U23 châu Á 2024. VFF cũng đã có chủ trương đưa lứa U20 đi dự ASEAN. Ở hai giải này thì sẽ có rất nhiều những cầu thủ vừa tham dự SEA Games 32 góp mặt. Điều này là vô cùng quan trọng vì các cầu thủ sẽ có thêm được những trận đấu thực chiến để tích lũy thêm kinh nghiệm dài dạn. Việc phát triển tương lai của lứa cầu thủ trẻ hiện nay không chỉ ở ông Chu Xie mà còn trông chờ vào các câu lạc bộ. Nếu cầu thủ trẻ thể hiện được phẩm chất chuyên môn, các huấn luyện viên cũng sẽ nên cho họ thường xuyên ra sân tại V-League. Chính bản thân cầu thủ trẻ cũng phải tận dụng mọi cơ hội thể hiện mình. Đó là cách duy nhất nếu muốn có tương lai vững chắc sau đây với cơ hội lên chơi cho đội tuyển quốc gia. Tất nhiên là ông Chu Xie chỉ đóng vai trò là thợ xây, còn thiết kế và chất liệu phải do thực lực của chính chúng ta, tức là nền bóng đá của Việt Nam đang ở mức độ nào. Cả hệ thống của nền bóng đá phải kiên quyết và phải mạnh mẽ trong bước đi của mình.